Shop Xe 88 xin chào các bác. Chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của Shop Xe 88. Hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2020, là ngày cuối cùng hết lệnh cách ly toàn xã hội. Thì ngày mai có thể là rất là nhiều tỉnh đã có thể quay lại hoạt động, nhưng mà Hà Nội chắc vẫn phải cách ly thêm. Thì thực sự là trong 3 tuần vừa qua, khi bán hàng online gửi đóng hàng gửi đến tất cả các tỉnh, thì em nhận thấy được một số bác đã đặt rất là nhiều câu hỏi như: hàng Việt Nam nguyên thùng hay không? Hàng xuất xứ tại đâu? Hàng chất lượng như thế nào? Và đặc biệt là một số bác mua hàng online thì không biết cách đó là chọn size, chọn màu và kết bạn là qua Zalo hay là Facebook để có thể là xem được màu thực tế, thì thực sự là rất là thiệt thòi cho tất cả các bác là không biết dùng công nghệ, cũng như là những bác nào đã xem video này chắc chắn là các bác đã biết dùng công nghệ. Thì các bác có thể là cứ gửi cho em những cái câu hỏi cũng như là hình ảnh video về những cái vấn đề phát sinh khi bác đi xe chẳng hạn, có bệnh nỗi đề hay bị hỏng hóc ở đâu đấy, hoặc là nhận xe mà nó có trục trặc về không biết nắp hay là như thế nào, thì có thể gửi hết video cho bên em vào Zalo số 0936307317 hoặc là phone alo tiếp online bên em cũng được, để em hỗ trợ cho các bác ở xa. Vì thật sự dịch như thế này, nhiều khi kỹ thuật bên em cũng chưa đi làm hết, chỉ có mấy người thôi là dù bán online mà các bác, nên các bác cần đặt cọc cứ để lại số điện thoại video này còn là kết bạn Zalo với bên em. Còn hôm nay câu hỏi chính của các bác đó là hàng Peter nguyên đai nguyên kiện không, thì để giải thích cho câu hỏi này em không cần phải nói nhiều, mình sẽ quay thực tế một chiếc xe đạp Peter nguyên đai nguyên kiện như thế nào để các bác chỉ đỡ thắc mắc hơn, để có thể hiểu hơn về dòng xe này và cách đóng thùng như hàng chính hãng sẽ như thế nào. Còn bây giờ let's go, các bác sẽ đi được chứng kiến chiếc Peter Slipper phiên bản Full 15R7000 đóng thùng nguyên đai nguyên kiện nhập khẩu về Việt Nam. Trước mặt các bác đây là chiếc Peter nha các bác nhé. Và thùng nguyên đai nguyên kiện thì đầu tiên các bác nhìn thấy đó là khi hàng nguyên thùng nó sẽ có hai cái dây đai bảo vệ. Dây đai bảo vệ thùng này, các bác nhìn thấy nó hai dây đai bảo vệ. Hai dây đai này có tác dụng là một là bảo vệ thùng nó không bị rách, không bị xin lỗi bác, nó bảo vệ thùng không bị bung khi nó bật cái nổ bấm này ra. Đây là bấm dập ghim của hãng này, các bác nhìn này, bấm dập ghim ở trên vỏ thùng là đây là nốt duy nhất, một nốt duy nhất là chứng tỏ chưa bị bóc thùng ra, các bác để ý nhé, một nốt duy nhất là chứng tỏ chưa bị bóc thùng ra. Khi cái dập ghim này đến nốt thứ hai, nó dập lên nốt này, nốt thứ hai chứng tỏ là thùng đã bị bóc ra và dập lại. Đấy là đặc điểm của hàng khi đã bị bóc ra dập lại. Còn hàng mới nguyên thùng là cái dập ghim này sẽ là dập ghim đầu tiên của bác, thùng mới mà, dập ghim đầu tiên thì nó chỉ là một vết duy nhất, các bác để ý này, đây này, con này em chưa bóc ra các bác nhé. Và nó có hai dây đai bảo vệ, một là để bê cho nó tiện, hai là bảo vệ cho nó chắc chắn không bị bung khi vận chuyển. Bây giờ em sẽ bóc về bên trong các bác nhé, bóc ở bên trong, chờ em lấy cái kéo bác nhé. Đây, cắt đây. Và đây là bóc thùng đấy. Đấy, các bác để ý này. Đấy, khi bóc thùng ra đấy, đây dấu vết dập ghim là dấu vết duy nhất đây, và đây hàng ở trong thùng. Các bác nhìn thấy hãng Peter thì bọc rất là chắc chắn. Đầu tiên các bác nhìn thấy là xốp nó bọc này, nó bọc chắn hết này, ở cạnh mép thùng, những điểm nào mà tiếp xúc với mép thùng nó sẽ bọc rất là kín. Đây các bác nhìn kể cả cái đằng sau này, và đặc biệt là cái phần bánh đằng trước này, nó cho thêm miếng đệm nót để làm gì, để cho khi cái trục trước này nó chạm vào thùng nó không bị rách. Đây còn đằng sau nó sẽ có thêm cái bảo vệ đề. Nhiều bác hỏi đây là cái gì? Đây là cái bảo vệ đề các bác nhá. Đây là cái nhựa này, nó bảo vệ cho cái củ đề nó không chạm vào khung và thùng thì nó hay bị là hỏng. Đây giờ em nhấc nó ra này. Đây, hàng nguyên đai nguyên kiện như thế này. Ở trong đây còn gì nữa không? Là chỉ còn mỗi hộp bộ hộp đồ các bác nhá. Chỉ mỗi hộp đồ nữa là hết rồi. Cái hộp đồ thì gồm có bê đan, yên và cọc yên ở trong này. Ok, ra thùng hết rồi nhá. Nhiều bác bảo trong thùng có cả bộ nắp ra không có đâu các bác.
Ở đây đến là chiếc xe nguyên đai nguyên kiện. Thì các bác nhìn nó bọc này. Đầu tiên các bác nhìn nó bọc nhé. Sẽ dùng cái rút nó bọc hai lớp xốp vào những cái phần khung nào tiếp xúc với lại vỏ ngoài. Đây các bác nhìn này. Đây kể cả bộ đùi đĩa này, nó bọc rất là kín luôn. Đây còn những cái điểm mà cái khung mặt chính của nó, mặt tiền của nó sẽ dùng giấy để nó bọc, để khi va chạm vào cái thùng nó không bị xước. Còn đây, đây là xe. Đây, kể cả ghi đông bọc hết, bọc kín hết, chỉ trừ bộ bánh là nó không bọc thôi. Bộ bánh thì nó sẽ dùng những cái điểm dây rút nó rút lại. Đấy là hàng nguyên anh nguyên kiện, các bác nhìn từ cái khâu đóng gói đến cái khâu vận chuyển thực sự là rất an toàn, nên các bác cứ yên tâm mà khi nhận xe mà có tình trạng bị xước ở trong, chứng tỏ là xước từ trước chứ không phải là xước khi vận chuyển, nó chỉ hiếm, chỉ trừ khi là đúng thật là khi chuyển vật theo em vẫn hay bị một số con bị xước là do đâm, người ta đâm thùng vào. Nhẹ bác để ý ngoài vỏ thùng mà nó bị rách, đâm đúng điểm đấy mà điểm trong nó xước thì chứng tỏ là do vận chuyển. Còn ngoài ra nếu mà ở ngoài vỏ thùng nó không bị rách mấy mà ở trong là bị xước, chứng tỏ xước tại nhà cửa hàng, nó xước tại nhà máy, thì có thể là gọi điện đến hotline bên em 0933 52 186 để được hỗ trợ, hoặc 0936 307 317 để kết bạn Zalo số đấy và gửi hình ảnh video cho bên em. Tất cả các bác ở xa có thể bảo hành bằng cách chụp ảnh, quay video điểm lỗi hoặc là đồ bị lỗi gửi cho bên em để bên em sớm nhất gửi đồ bảo hành cho các bác. Còn các bác nào cần đặt hàng cứ liên hệ bên em nhé, 0933 52 186. Đây là em làm video giải thích cho các bác hỏi hàng nguyên đai nguyên kiện là như thế nào, và nguyên thùng nhập khẩu về hay là hàng Việt Nam lắp ráp. Thực sự mà Việt Nam mà có nhà máy lắp ráp thì rất là hay, các bác đỡ phải mất tiền thuế mà đã thấy hàng còn liên tục, đảm bảo hàng liên tục có, không như phải đi nhập về. Đây là hàng nguyên đai nguyên kiện qua cửa khẩu, nó còn có một cái tem ở thùng các bác này, dán tem qua thùng đấy. Đây là thương hiệu Titter này, dán tem này, đây là mã xe này, màu sắc sẽ in trực tiếp vào đây, mã QR các bác nhé. Dòng Titter không có mã QR trên khung các nhé, vì dòng carbon mà. Kể cả dòng gian nó chỉ là dán mã QR, còn dòng này là dán trực tiếp vào ngoài vỏ thùng. Đây là cái tem của nó, đây là tem của thùng các bác nhé. Tem của thùng. Đấy, cảm ơn các bác đã dành thời gian để xem video. Đó là đập hộp chiếc Titter Slipper phiên bản full 15R7000. Chiếc này giá là 17,7 triệu các bác nhé. Đây là màu đỏ tươi. Ngoài ra còn có cả màu vàng chanh em đang treo trên kia, và một số dòng xe đua khác. Thì bác có thể alo trực tiếp online 0933 522 186 cũng như 0936 307 317 để tư vấn nhất đặt hàng. Cảm ơn bác đã dành thời gian quý giá để xem video. Xin chào các bác.